Hãy tính thuận tiện giá trị của biểu thức sau đây. Biểu thức của chúng ta là một chuỗi các phép nhân chấm 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 rất nhiều thừa số ở đây. Chúng ta thử đi tìm quy luật của biểu thức này nhé. Ta mong muốn rằng ấy là chúng ta sẽ phân tích tử và mẫu thành các thừa số và giản ước các cái thừa số giống nhau ở trên tử và mẫu để rút gọn phân số, càng gọn càng tốt. Thế thì ta thử xem. 4 thì chúng ta có thể phân tích nó thành là 2 nhân với 2 mà cũng chỉ có phương án này thôi. Và nếu như cái kiểu như vậy thì 9 có thể phân tích thành là 3 nhân với 3. Tương tự thì 16 cũng chính là 4 nhân với 4. 25 thì bằng 5 nhân với 5. Đây chính là quy luật của các tử số. Và như vậy thì 10.000 nó sẽ thành là 100 nhân với 100. Tiếp theo là mẫu số thì chúng ta có thể phân tích thành cái gì? 3 thì chỉ có thể phân tích thành là 1 nhân 3 thôi. 8 thì có thể là bằng 2 nhân 4 mà cũng chỉ có thể là 2 nhân 4 thôi. Vậy thì ta sẽ phân tích 3 thành là 1 nhân 3. Chúng ta để ý thấy 1 và 3 nó chính là các số liền trước và liền sau của 2. 2 và 4 chính là các số liền trước và liền sau của 3. Vậy thì theo quy luật như thế, chúng ta sẽ phân tích 15 thành là 3 nhân 5. 24 là 4 nhân 6, vân vân. Và cứ như vậy, đến cái phân số cuối cùng sẽ là 99 mà nhân với 101. Bây giờ ta đi giản ước. Thì ta sẽ giản ước thừa số 2 với 2, 3 với 3, 3 với 3, 4 với 4, 4, 4, 5, 5. Như vậy cứ từ cái thừa số thứ 2 của tử của phân số này thì sẽ giản ước cho thừa số thứ nhất của mẫu tiếp theo. Thế còn cái mẫu đại loại là chúng ta sẽ giản ước tất cả các cái thừa số ở bên trong này. Chỗ này nó sẽ có một cái thừa số 100 ở phía trước để giản ước. Thế còn nó sẽ có một cái thừa số 99 ở phía trước để giản ước với cái này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ còn lại các thừa số này, 100 và 101 ở phân số cuối cùng và 2 1 đấy, ở phân số đầu tiên. Thế thì biểu thức sẽ thành là 2 nhân với 100 phần 1 nhân với 101 hay là bằng 202 200 phần 101. Đây là đáp số.